Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Sau đây tôi xin phép được trình bày tóm tắt về cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lao và lao tiềm ẩn. Thì phần trình bày của tôi có 3 nội dung. Và chúng ta biết rằng hiện nay thì bệnh lao trên thế giới thì nó rất là nặng nề và có 10 triệu người mắc lao và 1,2 triệu tử vong do lao. Việt Nam chúng ta thì cũng nằm trong số đó và cũng là một trong những nước có gánh nặng bệnh lao cao. Và cái số bệnh nhân lao hiện nay của Việt Nam thì cái phát hiện thì rất là thấp, mới khoảng chưa được 60%. Thế thì cái vai trò chẩn đoán phát hiện sớm đầy đủ các ca bệnh lao là rất cần thiết, đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo. Và Việt Nam cũng đã đề cập đến cái vấn đề sàng lọc phát hiện sớm, đặc biệt là cái nhóm lao kháng thuốc. Thế thì các cái kỹ thuật để chẩn đoán lao hiện nay là gì, được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là có 3 cái xét nghiệm chính, đó là soi kính, nuôi cấy định danh, kháng sinh đồ, và cái thứ ba là sinh học phân tử. Thế thì hiện nay thì đến tháng 8 năm 2020 thì đã có hàng chục các kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật sinh học phân tử đã được nghiên cứu và được đưa vào thực nghiệm hành trong thực tế và đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Đó là một số các cái xét nghiệm về sinh học phân tử như CRISPR, live proposay là LBA, hay là trong thời hành lâm sàng chúng ta đề là HenTest, TB-LAM, TrueMark, MTB. Đấy, rồi các cái xét nghiệm để chẩn đoán lao tiềm ẩn có interferon gamma, IGRA, các cái xét nghiệm nuôi cấy, soi kính và các cái bio assay, TB-NAM. Thế thì cái hai cái xét nghiệm mà được quan tâm nhiều nhất đó là CRISPR và xét nghiệm mà của LBA, live proposay. Thì năm 2008 thì đã cái xét nghiệm này đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận và triển khai để chẩn đoán sàng lọc lao sớm cho bệnh nhân. Cái xét nghiệm CRISPR cũng được công nhận vào năm 2010 và nó không dừng lại ở như vậy mà nó những năm tiếp theo thì nó sẽ ra đời một loạt các cái kỹ thuật thế hệ sau của nó chẩn đoán lao nhạy hơn. Chỉ cần ví dụ như cái xét nghiệm CRISPR Ultra chỉ cần 16 vi khuẩn lao trong 1 ml dịch bệnh phẩm đã có xác định được rồi, cái độ nhạy nó cao đến như vậy. Thế và rồi cái xét nghiệm mà CRISPR UMI thì chắc là trong năm tới sẽ triển khai, chỉ cần bỏ vào cặp sách đi xuống cộng đồng là đã chẩn đoán được lao bằng sinh học phân tử rồi. Đấy, đấy là cái quá trình các cái xét nghiệm mà được nghiên cứu và được áp dụng trong thực hành để chẩn đoán bệnh lao. Và cái vai trò của CRISPR ở đây tôi muốn nói đến là nó rất giá trị để chẩn đoán lao sớm và nó không dừng lại chẩn đoán của lao kháng rifampicin và kháng isoniazid nữa, đấy là đa kháng mà đã đang được nghiên cứu và đưa vào thực hành. Đó là gì? CRISPR để xác định kháng cái gì? Siêu kháng thuốc là XDA. Đấy, đấy là cái câu chuyện của 2020. Cái CRISPR nó đã tiến đến như vậy. So với các cái kỹ thuật kinh điển nuôi cấy thì chúng ta phải chờ đợi đến tới vài tháng. Nhưng nếu như chúng ta vận hành tốt một cái kỹ thuật sinh học phân tử chỉ trong ngày một ngày đã chúng ta đã có thể tiếp cận một cái phác đồ điều trị kháng thuốc cho bệnh nhân rồi. Đấy là cái câu chuyện mà tốc độ phát triển của kỹ thuật sinh học phân tử nó đã giúp ích rất nhiều trong cái chẩn đoán lao phổi và lao kháng thuốc sớm cho bệnh nhân như vậy. Tuy nhiên thì 2010 thì cái câu chuyện là sử dụng CRISPR mới sử dụng cho chẩn đoán lao phổi. Và đến năm 2013 thì đã bổ sung dựa trên các bằng chứng trong nghiên cứu thực hành lâm sàng đã bổ sung thêm các cái chỉ định cho lao ngoài phổi, ví dụ như lao hạch, màng não, màng phổi, dạ dày và các bệnh phẩm từ mẫu mô. Xét nghiệm CRISPR Ultra tôi đã giới thiệu ở trên rồi. Đến tháng 1 năm 2020 thì cái kỹ thuật CRISPR người ta đã được áp dụng để chẩn đoán ở trong phân, lấy phân đặc biệt là trẻ em. Thì trẻ em thì chúng ta biết là cái khả năng ho khạc rất là kém, thường nuốt đờm dịch vào trong đường tiêu hóa. Vì vậy nên cái xác định CRISPR bằng lấy từ mẫu bệnh phẩm phân thì tháng 1 2020 đã được chứng thực của Tổ chức Y tế Thế giới cho triển khai. Độ nhạy độ hiệu khá là cao. Còn CRISPR UMI thì sao? Tôi cũng giới thiệu ở trên rồi. Sẽ được triển khai và xuống tới tận cộng đồng. Nó rất là hữu ích. Xét nghiệm CRISPR MTB XDA là xét nghiệm vào tháng 7 năm 2020 đã được Tổ chức Y tế Thế giới cho phép triển khai và đặc biệt là nó sử dụng hữu ích cho chẩn đoán siêu kháng thuốc hiện nay. Và cái tỷ lệ độ nhạy, độ đặc hiệu cũng khá là cao ở các nghiên cứu.
Xét nghiệm GeneBus không chỉ để cho xét nghiệm lao, và hiện nay trong hệ thống của hô hấp của chúng ta thì các tỉnh thành hầu như đã có máy GeneBus, và cái GeneBus này thì có xác định chẩn đoán được, nếu như có kit chẩn đoán chúng ta xét nghiệm được cả SARS-CoV-2, rồi chúng ta có thể xác định được cả viêm gan BC, HIV, vân vân, trong sơ đồ rất là cụ thể. Thế về vai trò của HenTest trong chẩn đoán lao và lao kháng thuốc như thế nào? Thì cái kỹ thuật này kết quả cũng cho khá là sớm. Thì trong đó thì có LBA hàng 1, LBA hàng 2. Hàng 1 thì cho chúng ta gì kết quả kháng rifampicin, isoniazid. Nhưng isoniazid ở đây chỉ ra được là nó có kháng Cas-G hay In-A không. Cái vai trò được xác định là có kháng Cas-G hay In-A để chúng ta thiết kế một cái phác đồ rất tốt. Bởi vì hiện nay xu hướng là điều trị theo yếu tố cá thể. Hiệu quả của một phác đồ nó phụ thuộc vào các thuốc có hiệu lực với từng bệnh nhân đó không. Thế thì nếu như bệnh nhân có kháng In-A, Cas-G cụ thể thì cái phác đồ đó sẽ được thiết lập một cách cụ thể theo từng bệnh nhân. Còn xét nghiệm LBA hàng 2 là một cái xét nghiệm mà chúng ta xác định xem bệnh nhân có kháng thuốc lao hàng 2 hay không. Các xét nghiệm này thì được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo để đưa vào xác định chẩn đoán bệnh nhân có tiền siêu và siêu kháng thuốc hay không, và đã được gì Việt Nam thực hiện từ năm 2012 cũng rất tốt. Thế và sau đây thì tôi xin được trình bày phần cập nhật về chẩn đoán mới hướng dẫn của Bộ Y tế năm 2020. Vẫn là cái câu chuyện của GeneBus, chiến dịch 2X, rồi chúng ta sử dụng các cái kỹ thuật sinh học phân tử, rồi bên cạnh kỹ thuật sinh học phân tử LBA, HenTest, GeneBus ra thì chúng ta chỉ có sequencing, chúng ta xác định các cái gen kháng thuốc để sau này sẽ triển khai. Nhưng bên cạnh các cái kỹ thuật sinh học phân tử thì có một cái kỹ thuật IA là kỹ thuật về trí tuệ nhân tạo đóng vai trò trong chẩn đoán hình ảnh, cái đó cũng rất là cần thiết và đang được triển khai. Và đây sau đây tôi giới thiệu cái sơ đồ để cho chúng ta biết được là cái vai trò chẩn đoán của GeneBus và LBA, Lipoprotein(a) trong chẩn đoán sàng lọc lao và lao kháng thuốc rất sớm và rất chính xác. Thế thì kỹ thuật sinh học phân tử đã giúp ích được thể hiện cái sơ đồ ở 2020 Bộ Y tế đã ban hành. Chuyển sang về trong thực hành lâm sàng, chúng ta đã có công cụ về kỹ thuật sinh học phân tử rất tốt. Thế thì để chẩn đoán có hiệu quả thì chúng ta phải làm gì? Câu trả lời là chúng ta nâng cao chất lượng trong chẩn đoán thực hành lâm sàng. Chúng ta có kỹ thuật rồi, thế thì lấy bệnh phẩm chúng ta lấy như thế nào? Với nhuộm soi kính thì sử dụng cho tất cả các bệnh phẩm là đờm và mủ tổn thương. Còn nhóm bệnh nhân chó có chỉ định nuôi cấy Bactec Mergit thì cũng chỉ định tất cả cho cả bệnh phẩm là lao phổi và lao ngoài phổi. Tuy nhiên, ở nhóm xét nghiệm sinh học phân tử thì phụ thuộc hoàn toàn vào quy định của mỗi kỹ thuật, mỗi nhà sản xuất. Cái cách lấy bệnh phẩm như thế nào rất quan trọng để tôi giới thiệu phần tiếp theo. Cụ thể như xét nghiệm GeneBus hoặc là Real-Time PCR, TB-NAM hoặc TRC-RID-D thì chỉ định cho các bệnh phẩm đờm, mủ, dịch, bệnh tích từ tổn thương lao ngoài phổi tùy thuộc vào từng kỹ thuật. Nhưng còn bệnh phẩm ở trong đờm thì chúng ta như thế nào? Cách lấy bệnh phẩm, chất lượng của mẫu bệnh phẩm cực kỳ quan trọng. Ở trong tình huống bệnh nhân có khạc được đờm, câu chuyện đấy đơn giản. Nhưng có những trường hợp bệnh nhân nghi lao nhưng khả năng khạc đờm của bệnh nhân kém. Thì hiện nay cái câu chuyện chúng ta lấy đờm tác động là cực kỳ hữu ích trong thực hành lâm sàng để chẩn đoán sớm cho bệnh nhân. Thay vì có nhiều trường hợp chúng ta lấy đờm tác động có kết quả chẩn đoán lao bằng GeneBus sớm thay vì bệnh nhân phải soi phế quản để can thiệp lấy dịch rửa phế quản. Thì trong một số các nghiên cứu người ta cũng đã chỉ ra cái tỷ lệ bệnh nhân được xác định chẩn đoán lao bằng có bằng chứng về vi sinh học, đặc biệt là sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử, tỷ lệ phát hiện dương tính rất là cao, tương đương với nhóm bệnh nhân soi phế quản. Vì vậy cái câu chuyện lấy đờm tác động là rất cần thiết. Và trên hình ảnh của các bạn đã nhìn thấy là một cái hình ảnh bệnh nhân lấy đờm bằng máy khí dung siêu âm rất tốt. Thế còn bệnh phẩm ngoài phổi thì sao? Những bệnh phẩm ngoài phổi thì chúng ta hãy đã tiếp cận được cái chẩn đoán siêu phân tử để chẩn đoán lao ngoài phổi thì gì? Chúng ta phải quan tâm đến cái yêu cầu của kỹ thuật. Chẳng hạn như GeneBus, nếu như bệnh phẩm mà dính máu thì
kỹ thuật sẽ báo lỗi, thì vô hình chung cái kỹ thuật lấy bệnh phẩm của chúng ta nó không có tác dụng. Vì vậy nên cái câu ở đây chúng ta đề cập đến cái từ là lấy bệnh phẩm hai thì, thì thứ nhất chúng ta ưu tiên cho những cái bệnh phẩm nó không dính máu để chúng ta gì làm sinh học phân tử. Nếu như mà lần thứ hai sau khi chúng ta trong quá trình chúng ta làm sinh thiết bệnh phẩm mà có dính máu thì cái bệnh phẩm đó có thể chúng ta đưa vào nuôi cấy, còn bệnh phẩm không dính máu thì chúng ta đưa vào làm xét nghiệm sinh học phân tử. Rồi gì, những cái xét nghiệm mà ví dụ những bệnh phẩm rất ít, nó không phải là mù, chẳng hạn như dịch tai. Phần trình bày cái hôm nãy ở hội trường, cái nãy tôi cũng đề cập đến cái câu chuyện của cái lấy bệnh phẩm ở dịch tai. Thế thì lấy bệnh phẩm ở dịch tai ở đâu? Chúng ta đánh giá cái độ đục của dịch tai ở những trường hợp nghi lao tai thì chúng ta cũng làm xét nghiệm sinh học phân tử. Thế đấy là cái trong thực hành lâm sàng để chúng ta có được cái phương pháp chẩn đoán bằng kỹ thuật sinh học tốt, thì cái câu chuyện là chúng ta lấy kỹ thuật lấy bệnh phẩm rất quan trọng. Đây là một số cái hình ảnh tôi giới thiệu. Chiến lược 2X hiện nay 2020 ở Việt Nam chúng ta đang triển khai. Tuy nhiên thì chưa phải là rộng khắp, nó mới đang ở thí điểm một số thành phố. Khi trường hợp bệnh nhân có nghi ngờ tổn thương trên X quang và có triệu chứng hô hấp thì chúng ta sử dụng gì? Chụp phim phổi và cộng với CDBUS thì chẩn đoán khá là sớm và tốt cho bệnh nhân. Và trên đây là một cái có một cái hình ảnh bệnh nhân 81 tuổi lao phổi kháng thuốc đã được chẩn đoán bằng hình ảnh và CDBUS phát hiện kháng rifampicin, có nghĩa là chẩn đoán đa kháng thuốc. Chuyển sang phần cập nhật các thuốc lao mới và phác đồ mới, chúng ta biết là song song với kỹ thuật sinh học phân tử phát triển thì cái câu chuyện của các thuốc mới đã được triển khai rất là nhiều và rất hàng chục các phác đồ đang được triển khai. Tuy nhiên thì hiện nay có hai thuốc mới đã được đưa vào, mặc dù 2017 đã được đưa vào điều trị tại Việt Nam mình. Chúng ta là bedaquidin, nó đang ở pha 3 nghiên cứu thử nghiệm, nhưng do cái tính cấp bách của cái nhóm điều trị lao tiền siêu và siêu kháng thuốc thế, và cái tính hiệu quả của bedaquidin nên là đã được đồng thuận của Tổ chức Y tế Thế giới và Union đưa vào để điều trị lao cho bệnh nhân là nhóm tiền siêu và siêu kháng thuốc, và cái hiệu quả rất là tốt. Bên cạnh bedaquidin thì có denamalid cũng đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt, nhưng denamalid thì chưa đủ tính bằng chứng thuyết phục nhưng vẫn nằm ở nhóm D của cái phân nhóm. Bên cạnh các cái nghiên cứu về các cái cho phác đồ kháng thuốc thì có cái nhóm bệnh nhân nhạy cảm thuốc. Hiện nay có một nghiên cứu chỉ sử dụng có 2 tháng mà thôi, không phải điều trị tới 6 tháng như trong khuyến cáo. Thế thì cái phân nhóm của các loại thuốc lao cho điều trị đa kháng kháng thuốc ở 2019 và 2020 có khác gì nhau không? Xin thưa với các quý vị, không có gì thay đổi và vẫn giữ nguyên. Mặc dù denamalid có vai trò rất tốt trong điều trị lao tiền siêu và siêu kháng thuốc, nhưng hiện nay vẫn còn đang để ở nhóm C. Các khuyến cáo cập nhật chính của Tổ chức Y tế Thế giới về phác đồ điều trị lao kháng thuốc thì hiện nay xu hướng sẽ không sử dụng thuốc tiêm nữa mà sử dụng các phác đồ là thuốc uống, và phác đồ kéo dài từ 18 đến 20 tháng và phác đồ ngắn hạn thì 9 đến 12 tháng. Các phác đồ này phụ thuộc vào tình trạng tiền sử dùng thuốc của bệnh nhân và tình trạng kháng của bệnh nhân. Đây là các cái tập hợp của 2020 số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới thì cho chúng ta thấy là sử dụng bedaquidin và cái phác đồ ngắn hạn thì Việt Nam chúng ta đã có hiện diện trong cái tổng thể của thế giới. Tuy nhiên phác đồ theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là phác đồ không sử dụng thuốc thì hiện nay chúng ta vẫn còn đang sử dụng thuốc tiêm cho bệnh nhân. Cập nhật các cái phác đồ hiện nay thì có khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới có 2 phác đồ chính là phác đồ A và B, A1, A2, B1, B2 cho nhóm bệnh nhân có nhạy cảm với thuốc lao. Thế các cái phác đồ thì trong tài liệu rất là rõ, phác đồ B1, B2 là dùng cho những trường hợp lao màng não, lao xương khớp, lao hạch cho người lớn, còn B2 thì cho trẻ em. Phác đồ điều trị đa kháng thuốc thì có gì? Có chuẩn ngắn hạn và phác đồ chuẩn dài hạn. Thế thì những cái phác đồ này thì tôi cũng đã đề cập là tùy thuộc vào tình trạng kháng, tình trạng sử dụng thuốc và tiền sử mắc bệnh lao của bệnh nhân để chúng ta đưa ra các phác đồ cho phù hợp. Thế còn hiện nay cái câu chuyện điều trị cho bệnh nhân tiền siêu và siêu kháng thuốc thì nó đã đi đến cái giải quyết là ở trên từng cá thể bệnh nhân. Vì vậy nên có tới 8 phác đồ cho bệnh nhân điều trị tiền siêu và siêu kháng thuốc tùy từng trường hợp cho để tôi muốn giới thiệu với các quý vị đồng nghiệp.
là 8 phác đồ và được ký hiệu E1 đến E8 để minh chứng rằng hiện nay chúng ta tiếp cận thực hành điều trị hiệu quả cho bệnh nhân tiền siêu và siêu kháng thuốc bằng vai trò yếu tố cá thể là rất quan trọng. Chuyển sang cập nhật về vaccine và hướng dẫn điều trị của lao tiềm ẩn. Thế thì cái vaccine PCG thì đã được sử dụng vào đầu tiên là 1920 và hiện nay thì vẫn đang duy trì. Nhưng có rất nhiều các vaccine đang được nghiên cứu. Đến tháng 8 năm 2020 thì có tới 14 loại vaccine mới ra đời. Tuy nhiên thì có 2 loại vaccine đang ở pha 3 và sắp được đưa vào sử dụng. Đó là vaccine VBM1002, vaccine tái tổ hợp sống. Và vaccine thứ hai là vaccine Imuvac. Cũng 2 vaccine này đang ở pha 3 và sẽ khả năng trong tương lai không xa nó sẽ đưa vào sử dụng và vaccine này nó sẽ cải thiện được việc kiểm soát lây nhiễm lao của bệnh nhân. Thế và cái khuyến nghị dự phòng lao tiềm ẩn thì sao? 2018 với 2020 có thay đổi gì? Khuyến nghị mới cho phác đồ 1 tháng của rifampentin và isoniazid hàng ngày. Khuyến nghị sửa đổi cho 4 tháng phác đồ rifampicin hàng ngày. Cập nhật điều trị isoniazid trong thai kỳ, cập nhật về sử dụng đồng thời rifampentin và dolutegravir cho HIV đang điều trị ARV. Và đây là cái sơ đồ tiếp cận điều trị của Tổ chức Y tế Thế giới cho điều trị lao tiềm ẩn. Thế thì cái công cụ để chẩn đoán lao tiềm ẩn chúng ta đang có cái gì trong tay? Đó là gì? TST, đó là xét nghiệm măng tu kinh điển chúng ta đều biết. Hai là gì? Cái xét nghiệm mà skin test. Và xét nghiệm interferon hiện nay thì có cái xét nghiệm gì mà chúng ta cũng đã thường nghe? Đó là thì xét nghiệm ELISA và ELISPOT, có 2 loại thôi để đã được sử dụng trong thực hành lâm sàng. Và đến 2020 thì Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là điều trị lao tiềm ẩn cho các quần thể đáp ứng hoặc một nhiều điểm, những nơi mà có tỷ lệ nhiễm lao cao, nguy cơ cao, lao cao tiềm ẩn, tiến triển thành lao bệnh. Và có nơi mà có tỷ lệ bệnh lao cao, như đặc biệt như Việt Nam chúng ta, khả năng lây truyền bệnh. Và lợi ích giữa điều trị lao tiềm ẩn vừa xa với cái nguy cơ mắc bệnh thì hoặc là nhiễm độc thuốc, thì đấy là cái khuyến cáo của 2020 của Tổ chức Y tế Thế giới. Vậy thì cái nhóm người nào mà được khuyến nghị ở đây là 2 nhóm. Nhóm có nguy cơ cao tiến triển từ nhiễm trùng là nhiễm lao thành bệnh lao. Và nhóm thứ hai là nhóm những người tăng khả năng tiếp xúc với bệnh lao. Đấy. Tuy nhiên thì cụ thể thì hiện nay thì ở các nước tiên tiến thì phải yêu cầu một số các cái trường hợp bệnh nhân, những người ở nơi có dịch tễ lao cao sang những nơi mà gần như đã được thanh toán bệnh lao thì phải điều trị lao tiềm ẩn. Những người có nguy cơ tiềm ẩn nhiễm trùng bệnh lao thì ở Việt Nam hiện nay chúng ta đã mở rộng ra rất nhiều. Thế thì ở Việt Nam chúng ta đã mở rộng ra những người có nguy cơ cao tiến triển nhiễm lao thành lao bệnh. Và hai là những người có khả năng tiếp xúc bệnh lao, thì trên đây là 8 nhóm đối tượng đã được Bộ Y tế thông qua để điều trị lao tiềm ẩn. Còn phác đồ của Tổ chức Y tế Thế giới có cái gì? Có 5 phác đồ, nhưng hiện nay có 2 phác đồ chúng ta chưa áp dụng được vào trong Việt Nam. Và Việt Nam chúng ta hiện nay có được áp dụng các cái phác đồ sau. Đó là gì? Phác đồ 6H là cho trẻ em, phác đồ 9H là 9 tháng Rimifol cho người lớn. Đấy, cái 2 cái phác đồ này thì chúng ta đã biết rồi và đã đang triển khai. Thế và phác đồ 3RH là rifampicin thì hiện nay cũng đã được cho phép triển khai, thì dùng 3 tháng liên tục cho bệnh nhân. Còn phác đồ 3HP, đây là phác đồ vô cùng hữu ích cho trong thực hành lâm sàng cho cái nhóm bệnh nhân dùng isoniazid với rifampicin 3 tháng nhưng mỗi tuần chỉ dùng có 1 liều, có nghĩa là liệu trình này chỉ có 12 liều trong 3 tháng mà thôi. Rất tốt. Tuy nhiên thì hiện nay rifampicin chưa về đến Việt Nam, thì chắc chắn 2021 thì sẽ về và phác đồ này sẽ được triển khai điều trị tại Việt Nam. Một số lưu ý khi sử dụng cho cái nhóm đối tượng như là trẻ em, ví dụ như phác đồ rifampicin thì không sử dụng cho trẻ dưới 2 tuổi. Và dưới phụ nữ phó thai thì quan tâm tới cái gì? Ưu tiên sử dụng phác đồ isoniazid 9 tháng. Ở trên đây là 4 cái phác đồ mà tôi vừa giới thiệu. Tuy nhiên thì cái việc chúng ta sử dụng cái phác đồ nào là rất cần thiết. Bởi vì làm sao? Ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân có ghép tạng, có những trường hợp bệnh nhân ghép tạng có chỉ định phải gì điều trị lao tiềm ẩn vì bệnh nhân được chẩn đoán là lao tiềm ẩn. Nhưng một cái là gì chúng ta lựa chọn phác đồ nào thì nên chúng ta hãy lựa chọn phác đồ ngắn nhất
để cho bệnh nhân được có cơ hội ghép tạng được sớm nếu như khi đã có chỉ định. Tuy nhiên trong thực hành lâm sàng, khi bệnh nhân đã được chẩn đoán là lao tiềm ẩn thì với điều kiện là chúng ta phải sàng lọc hết sức cẩn thận bệnh nhân có lao tiến triển hay không, thì lúc đấy chúng ta mới quyết định một phác đồ điều trị lao tiềm ẩn cho bệnh nhân. Và sau đây tôi giới thiệu một cái ca bệnh là bệnh nhân đang điều trị lao khớp dạng thấp, có chỉ định điều trị thuốc sinh học và gì điều trị lao tiềm ẩn, bệnh nhân rất là tốt. Thế và sau khi kết thúc 3 tháng điều trị với phác đồ isoniazid và rifampicin thì bệnh nhân được điều trị thuốc sinh học và cải thiện triệu chứng rất là nhiều. Và bài trình bày của tôi đến đây là hết. Tôi xin được cảm ơn các quý vị đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Vâng, cảm ơn bài trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Phượng.